Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay trong lúc chờ đợi đây, tôi đang làm trong một cái khu biệt thự đây. Tôi cho các bạn ha. Trong lúc đang chờ đợi xe ô tô về, tôi sẽ giới thiệu cho anh em biết thêm về cách sử dụng bộ tháo lắp nhanh hay còn gọi là kẹp nhanh đấy. Thì rất nhiều máy đời cũ này hoặc là nhiều máy xích ấy thì không có, vậy nên nhiều anh em mới vào nghề họ sẽ không hiểu được cái thuật ngữ là tháo lắp nhanh hay là kẹp nhanh đấy, nó là như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho những anh em nào mà chưa biết về cái bộ tháo lắp nhanh này nhé. Thế cái bộ tháo lắp nhanh này nó để làm gì? Đấy, thì sau đây tôi sẽ đi vào như sau. Tức là đây nha các bạn nhìn nhé. Bình thường ấy, là cái gầu của mình đây là nó được đóng bằng các cái ác gầu đấy. Đây, đóng được bằng các ác gầu. Thì cái các ác gầu này, nếu mà không có cái tháo lắp nhanh này, mình có muốn thay đổi cái gầu này sang gầu kia hay là thay đổi cái gì đấy, thì mình lại phải dùng búa để đóng những cái ắc này ra. Khi đó thì vừa mệt người vừa vất vả mà mất thời gian nữa. Thì đây, trước mắt các bạn đây là cái bộ tháo lắp nhanh, kẹp nhanh đây đây. Nó gồm từ đây, đây đi vòng đây. Đặc điểm của nó là nó có một hai đường tiêu. Đây, các bạn nhìn rõ nhé. Đây, tôi quay đây nhé. Đây nó có hai đường tiêu đây, hai đường tiêu đây. Đây đường DO đây, thì nó cũng giống như kiểu là nó có một cái ti đây, cái xi lanh thủy lực bé bé đấy, nó có một cái xi lanh thủy lực bé bé ở đây. Nó cũng có hai đường DO, một đường DO cấp vào đẩy và một đường hồi đấy, dầu đi mà dừng dầu hồi đây. Nó có cái ti, các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, thì tháo lắp nhanh đây. Thì vậy thao tác cái tháo lắp nhanh này như thế nào thì tôi sẽ lên cabin để hướng dẫn cho anh em nhé. Tôi về trong cabin nhé. Đây, trong cabin của nó đây. Thì cái tháo kẹp nhanh này ở mỗi con máy thì nó có cách bố trí khác nhau. Cụ thể là có con máy thì nó nằm ở bên này, cũng có thể là có con máy họ nó hư hỏng họ chế ra các nút. Nhưng mà đây là con 2012 này thì cái tháo lắp nhanh nó nằm ở đây các bạn nhé. Đây, nó nằm ở bên bộ phận điều khiển tay trang bên trái. Đấy. Đây, nó nằm ở đây. Thì ở theo các bạn nhìn ở trên cần đây thì có hai cái đường tiêu ở đây, hai đường tiêu bé bé đây là dùng để đóng mở tháo lắp nhanh. Cái đường TO này ấy là nó sẽ có một đường đấu trực tiếp từ bơm lên. Các bạn hiểu tại sao mà là cái đường TO này phải đấu trực tiếp từ bơm không? Tháo kẹp nhanh này ấy, nó cần phải một đường TO là có áp lớn ấy. Đấy là để nó mở. Nên thành ra là nó hay chích một cái đầu TO từ bơm lên. Và mình sẽ hướng dẫn mở như sau đây. Các bạn xem đây là cái nút tháo kẹp nhanh. Các bạn cứ để ý trên tablo ấy, nếu mà máy còn zin nhá. Cái tháo kẹp nhanh ấy bao giờ nó có một cái lẫy như vậy để làm gì? Để khi mà mình không may thò tay hay va quyệt vào đây này, các bạn này va quyệt vào này không bao giờ nó bật được. Thì đây là cái lẫy, cái chốt an toàn, các bạn có thể kéo đằng sau rồi các bạn bật vào đấy. Đây là tắt này, kéo nó phải là mở nhá. Đấy, đấy, kéo như vậy là mở nhá. Đây, mình sẽ nâng cần lên cho các bạn xem nhá. Đây, khi đang tháo lắp nhanh đang đóng nha. Đấy, khi mà tôi bật cái lấy gài đang mở vậy nha. Các bạn lưu ý này, các bạn chỉ cần mở tay trang thôi, các bạn để xuống đất vậy thôi này, để gầu chạm đến đất thôi. Các bạn có thể mở gầu ra, các bạn mở gầu ra vậy này là nó đã nhả rồi. Đấy, đấy, nó nhả gầu vậy.
có phải là tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức không? Kia là các bạn có thể là phải đóng, phải mở một tay, nhưng đây toàn bộ tháo lắp bằng máy. Đây mình có sát cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không? Đây các bạn thấy không? Bây giờ mình thử đóng lại nha các bạn xem nhé. Đây các bạn đóng lại đây. Đóng lại nha. Mình sẽ đóng lại đây. Đấy, nó bật cái ti xuống các bạn thấy không? Đấy. Khi mà mình mở tháo lắp nhanh nha, nó sẽ co cây đi lên này. Đấy. Vậy thì nếu như vào một ngày đẹp trời nào đó mà khi mà các bạn này mở tháo lắp nhanh ra rồi, mở tháo lắp nhanh ra rồi nha, các bạn mở không mở được tháo lắp nhanh, hoặc các bạn mở được tháo lắp nhanh rồi nhưng các bạn lại không đóng được gầu, thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Thì đây như sau, các bạn có thể như vậy này, mình sẽ hướng dẫn như sau. Khi mà không may là các bạn, ví dụ như mình đây, mình đang chế độ mở nha, mình quặc gầu vào vậy này. Đấy, mình quặc vậy nhá. Mình quặc gầu vào mà nó không đóng thì có hai cách xử lý cho các bạn như sau. Các bạn quặc gầu vào trước, các bạn đóng tháo lắp nhanh lại, các bạn có thể vào số. Đấy, các bạn vào số này, các bạn đạp này, đạp ga nhích nhẹ ra nó tự nhảy. Đấy. Đây nhá, mình coi này, mở này. Thấy chưa? Mình đóng lại nha, vào số. Đấy, nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà các bạn vào số không được, khi mà mình vào số ấy, tháo lắp nhanh nó không đóng đấy, các bạn có thể bật nút búa. Các bạn bật nút búa, rồi các bạn bắn búa ấy. Này, mình mở nha. Đấy, giật rất nhanh, các bạn nhìn thấy không? Nhìn nha, mình đóng lại này. Đấy, bật rất nhanh, đấy. Đấy là một kinh nghiệm là khi mà tháo lắp nhanh bị kẹt, nó không mở. Đấy, thì các bạn có thể áp dụng theo cách đấy. Nhiều lúc ấy, mình mở ra được, nhưng nó không đóng được đâu. Đấy. Đây, còn lắp tháo lắp nhanh thì các bạn đơn giản thôi. Lắp tháo lắp nhanh thì các bạn có thể là đây, quặc cái đầu này vào trước nha. Đấy các bạn, kéo lên vào. Đây nó đang hơi bị cấn nha, các bạn có thể lắp cho nó tụt xuống. Đấy, các bạn tắt đi. Đóng nó lại. Đấy, đóng lại, các bạn có thể vào số và siết là nó tự nó nhảy. Đấy, có vậy thôi. Ra cái tháo lắp nhanh thì nó tiết kiệm được công sức với thời gian cho mình hơn. Đây, giả sử như là mình có thêm một cái gầu này. Để con máy của tôi là nó gồm có hai gầu, một gầu này là gầu có răng, này là gầu đào các bạn nha. Còn gầu bằng kia là gầu xúc. Đấy, các bạn có thể nhả ra như vậy nha. Đấy, các bạn nhả tháo lắp nhanh này. Đấy. Các bạn thấy dễ dàng không? Như bình thường, các bạn muốn tháo lắp nhanh từ gầu kia qua gầu này thì các bạn phải mang búa và đục và các kiểu xuống. Nhưng có tháo lắp nhanh này, các bạn chỉ việc nhả công tắc đây, và quặc nó vào đây. Đấy, các bạn chỉ cần để chéo vậy này, các bạn kéo nó rê gầu qua một tí thôi. Đấy là nó thẳng. Đấy, thẳng như vậy là các bạn có thể móc nó vào luôn. Đơn giản không? Đấy. Sau khi mình đã quặc được vào rồi, mình chỉ cần đóng nút tháo lắp nhanh lại, mình kéo cần vào thôi. Đấy là tự động nó đẩy tháo lắp nhanh khóa lại. Đấy. Sau khi đẩy tháo nhanh khóa lắp nhanh lắp lại là bạn đã có thể làm việc rồi. Đấy. Nó rất đơn giản đúng không? Đấy. Đây, gầu này chuyên để xúc đây. Đây, giả sử như các bạn giờ muốn xúc những cái gầu này lên, nhưng mà nếu không có tháo lắp nhanh thì các bạn là phải quay đầu lại xúc, hoặc là các bạn phải dùng búa biết đào xong đóng tháo ra đúng không? Đấy, gầu bằng đây, các bạn thấy không? Khi mình không dùng nữa, mình lại mở tháo lắp nhanh ra. Đấy. Mình cần để nhẹ nó tự nó nhả ra này, các bạn đổ ra này. Đấy, rất đơn giản đúng không? Đấy. Các bạn có thể quặc cái gầu này lại. Đấy. Đấy, các bạn có thể để cái gầu này vào đây. Quặc lại. Thế là các bạn đã cắp được phát hai cái gầu, đúng không? Không phải đóng bằng búa ra và cũng không phải mất công sức thời gian. Đấy. Thì
Trên đây là cái video giới thiệu về cách sử dụng tháo lắp nhanh. Anh em nhớ like, subscribe và chia sẻ video này dùm mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.